Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhiệm vụ nhặt diều. Sau khi nhận nhiệm vụ tại bé gái, các bạn sẽ nhận được một nhiệm vụ là dùng lăng không đạp hư nhảy lên mái nhà để lấy diều giấy. Tại nhiệm vụ này, bạn sẽ thấy một điểm phát sáng ở ngay trên một cái gọi tạm thời là cái lu. Bạn sẽ dùng lăng không đạp hư bằng cách nhảy lên điểm sáng này và tiếp tục dùng nó để nhảy lên mái nhà. Các bạn ấn phím cách và giữ nguyên phím W thì sẽ rất dễ dàng để nhảy lên được mái nhà. Tiếp tục nhảy lên thì các bạn sẽ thấy một điểm sáng nữa. Các bạn vẫn bấm phím cách và giữ nguyên phím W thì chúng ta sẽ nhảy lên được. Sau khi đã lên mái nhà thì bạn sẽ thấy một con diều giấy. Bạn chỉ cần nhấp trái chuột vào diều là đã có thể nhặt được. Đối với những bạn đã quen cách lích chuột đến các NPC hoặc các địa điểm ở những web game thì tại nhiệm vụ này bạn sẽ rất khó để có thể đến được diều giấy để lấy cho bé gái. Bởi vì đặc điểm của game là ở những vị trí của NPC hoặc đồ vật không nằm dưới mặt đất thì hệ thống không thể tự động đưa bạn di chuyển đến nơi đó được. Một điều quan trọng là ở cả bốn cốt truyện của chúng ta thì đều có cái nhiệm vụ này và cách làm thì cũng tương tự như mình vừa hướng dẫn. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.